Không sao cả, cứ chịu khó. Cách thứ nhất là gì? Lên mạng xem bọn nó viết thế nào, học hỏi lối viết, cách viết, chủ đề viết nhá. Nhưng học hỏi không có nghĩa là copy, tuyệt đối không được copy. Bởi vì bọn ở trên mạng nó rất hung hãn, nó thấy mình copy là nó vào nó chửi bới mình ngay. Mà mình học hỏi về cách nó viết, thời gian nó viết, nội dung nó viết, đúng không ạ? Mình sửa sửa sao sao cái tí, sao kỹ vậy nhá, sao dối là nó vẫn lộ đấy. Tức là tôi viết một cái nội dung như thế này, xong nó các bạn sửa đi tí, tôi chả trách gì được các bạn cả, đúng không ạ? Đấy, mà với cách như thế bạn viết bài cực nhanh, cực hay mà vẫn chất lượng. Ví dụ như tôi lên web, tôi thấy có một đứa nó viết bài thành công là gì, thế là tôi Google tìm thành công là gì, nó bắt đầu ra một số bài. Tôi chọn một cái bài có các cái quan điểm về thành công, sau đó tôi sửa thêm mấy câu vào, đăng cái hình đúng 5 phút xong rồi, sau đó mà mọi người đọc vẫn rất phê đấy, hiểu không ạ? Còn tất nhiên mình phải đầu tư một số bài, mình phải đầu tư là phải dành thời gian, cái này là đúng nhá, cái này là đúng đấy ạ. Mọi người phải dành ra 30 phút đến 1 giờ để suy nghĩ về việc viết bài và viết sẵn. Bây giờ mọi người đều có điện thoại đúng không? Đấy, mọi người mở cái nốt ra, cái phần ghi chú ấy, viết sẵn để content sẵn ở đấy. Sau đó là cứ đến giờ là mình chỉ việc gì? Copy paste và đăng. Chứ không phải là đến giờ rồi em mới bắt đầu không cuống cuồng lên, không có bài, vớ cái bài gì đăng bài đấy, phải viết rất là chất lượng. Hiểu vấn đề chưa ạ? Chủ đề là viết như vậy nhé, còn hình ảnh là mình phải chọn, trước khi hình ảnh đưa lên là phải chọn những hình đẹp, căn chỉnh một chút đấy, chứ không phải là cái nào cũng đưa lên ba lăng nhăng. Đưa lên cái gì đều phải suy nghĩ là có mục tiêu bán hàng, phải có mục tiêu bán hàng. Ví dụ như là khách người ta chốt một đơn 100 triệu, mình cũng phải kể lể một cái quá trình rất dài, tôi đã chốt một hợp đồng 100 triệu như nào, hướng dẫn chi tiết. Thế thì đội khác người ta sẽ thấy mình làm sao rất chuyên nghiệp và người ta muốn làm việc với mình. Đấy. Thế còn cứ đừng có học bọn nó lên mạng khoe bọc tiền. Đấy chỉ một cái cách làm vui vui thôi. Tất cả mọi người đều phải có nhận thức là thông qua các bài viết của mình, họ học được điều gì, họ cảm nhận được gì về mình. Đấy là điều tốt nhất. Ok, rồi. Tôi vừa tạm thời kết thúc cái phần trình bày nội dung số 2 trong buổi sáng ngày hôm nay. Thế bây giờ thì chúng ta còn nửa tiếng nữa là 12 giờ. Thì chúng ta sẽ kết thúc trong buổi sáng nay. Thì bây giờ tôi muốn hỏi ý kiến các bạn là các bạn có muốn chơi trò chơi và ăn tea break một chút không ạ? Có đúng không ạ? Vâng. Thế bây giờ thì mời các bạn nghỉ giải lao ít phút đi ạ, trong 10 phút. Sau đó chúng ta sẽ quay lại, chúng ta chơi trò chơi và ăn tea break. Ăn không hết cứ để đấy, ăn trưa, mình ăn trưa xong mình lại quay lại ăn tiếp. Vâng. 10 phút rồi nha. Mời mọi người nghỉ ạ, cho nhạc lên giúp tôi ạ. Đồ hỗ trợ chuẩn bị đồ chơi đi ạ.
Thank you.